Xin chào quý thầy cô, em là Quy Choi. Hôm nay Quy Choi sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách tương tác với học sinh qua hình thức to phone bằng phần mềm Quy Choi. Giả định như khi thầy cô dạy xong một bài tập, thầy cô muốn hỏi học sinh em đã hiểu bài chưa? Em đã nắm được bài chưa? Chúng ta sẽ sử dụng tương tác to phone. Để làm được điều đó, thầy cô vào quản lý lớp, chọn lớp học mà chúng ta đang dạy học, đang tương tác. Chúng ta chọn hình thức là to phone. Sau đó chúng ta bấm nút bắt đầu. Lúc này học sinh sẽ trả lời và chúng ta sẽ nhận được kết quả thống kê ở trên này. Khi nào thầy cô muốn dừng việc thu thập câu hỏi to phone thì chúng ta bấm kết thúc. Thì sau khi bấm kết thúc, chương trình sẽ hiện tổng cộng các em đã trả lời to, các em trả lời phone. Chúng ta có thể bấm xem danh sách ở cái nút xem tương ứng với mục to và mục phone. Chúc quý thầy cô thành công.